về trong nắng ấm ban mai. Việt Nam, Việt Nam, qua từng bước gian nan lớn lên rồi đẹp như mùa xuân.
Vâng, xin chào các bác. Ở trong buổi tối đêm nay, em xin trân trọng giới thiệu tới các bác một chiếc ông ly đa kênh thuộc phân khúc khủng long của Onkyo. Chiếc này thì nó khá là quen thuộc đối với những bác hàng ngày lên YouTube để săn đồ khủng. Vâng, không thể là chiếc nào khác được. Đây chính là Onkyo TXSA805, một trong những chiếc ông ly có chất lượng âm thanh và có cái tầng công suất khỏe vào bậc nhất của Onkyo. Em đã từng bán khoảng một vài cái ở trên kênh YouTube của em rồi. Và đây là một chiếc kế tiếp. Ở video ngày hôm nay thì em xin phép là sẽ không đọc lại về thông số kỹ thuật, chiều cao, cân nặng, công suất nọ kia nữa, mà em sẽ nói đến những cái điều mà ở những cái video trước đây em chưa diễn đạt được. Đây là một chiếc hàng bãi được tuyển lựa vô cùng kỹ lưỡng, do vậy về chất lượng thì nó ngang ngửa, thậm chí còn vượt trội hơn cả những cái con thuộc phân khúc hàng mạng. Em bán chiếc này với giá 5.600.000 đồng, kèm theo một cái remote học của Trung Cộng. So với cả remote zin thì nó cũng loát đinh được vào khoảng 90%. Chúng ta có thể chuyển đổi các chế độ ngõ vào, truy cập vào menu setup để cài đặt các tham số, chuyển qua lại các hiệu ứng âm thanh vòm, hoặc là đưa về đánh stereo, volume, mút tắt tiếng, tắt mở nguồn, hẹn giờ tắt thiết bị, chỉnh to nhỏ cho từng kênh riêng biệt. Có thể nói là đây là một cái remote Trung Cộng khá là hoàn hảo khi ghép cùng với cả cái chiếc Onkyo TXSA805 này. Cũng xin nói thêm là như thế này. Chiếc này thì em chỉ bán cho những bác đã từng chơi qua âm ly đa kênh và hiểu rõ về những dòng âm ly đa kênh. Đó là một. Thứ hai là em ưu tiên cho những bác đủ khả năng chuyển khoản ngay trong đêm. Đây là một cái chiếc rất xứng đáng để nâng cấp các bác ạ. Với tầng công suất sử dụng đến tận 28 con sò Toshiba loại 1 vít cho 7 kênh âm thanh. Như vậy là cứ 4 con đảm nhiệm cho một kênh. Về sức mạnh thì nó thừa để kéo các thể loại loa bass tầm 25, bass 25 karaoke, bất chấp đó là bass 25 karaoke loại gì, kể cả những cái loại khủng khiếp như là Mango của Đài Loan, chiếc này nó cũng chấp luôn. Đây là em nói giảm nói tránh, chứ còn em cũng đã từng bán cái model này và khách về giật đến bass 30. Nhưng em không khuyên và không khuyến khích các bác dùng nó để đánh bát 30 karaoke, mà em chỉ khuyên là đánh từ bát 25 đổ lại thôi, của bền tại người. Một cái chiếc ông ly đa kênh nó có cái độ phức tạp gấp 5 lần so với một cái chiếc ông ly hai kênh thông thường. Do vậy khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải hết sức giữ gìn. Không biết giữ gìn thì là đốt ông ly rất nhanh. Do vậy những cái model thuộc hàng khủng long và quý hiếm như thế này em chỉ bán cho những người sành chơi, những người hiểu rõ về âm ly đa kênh. Còn những bác tay mơ xin phép là em không dám bán đâu ạ. Về dung nhan mặt trước thì nó còn tương đối đẹp. Tất nhiên là nếu mà ngồi bới lông tìm vết, kiểu gì nó cũng có vết các bác ạ. Đồ hàng bãi là một trong những cái món đồ hoàn toàn không có thùng xốp, vận chuyển ở trong container, nó không thể tránh được những cái cú va chạm nọ kia. Nhưng như cái nhan sắc này em đánh giá theo tiêu chuẩn hàng bãi, hoàn toàn có thể gọi là đẹp. Đó là về phần sò. Về phần công suất thì chiếc này nó đủ sức kéo liền lúc 3 cặp loa bass 25 karaoke, không phải là kéo bình thường đâu, mà là kéo hay, kéo căng, căng đét đi ạ. Em không ngoa đâu.
Và một cái đặc điểm làm nên cái giá trị của cái chiếc SA805 và 806 đó là cái phần mạch âm sắc của nó vô cùng đa dạng. Chúng ta có một cái chiếc âm ly cho phép đánh 3 cặp loa cùng một lúc, và mỗi một cặp loa đều có mạch chỉnh bát trác riêng, mỗi một cặp loa đều có một cái mạch EQ 7 dải âm riêng biệt. Đây là một cái điều không tưởng mà tất cả những cái bác từ xưa đến nay chỉ chơi âm ly hai kênh cổ có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được ra là cái chiếc âm ly của mình có thể làm được điều đó. Nhưng ở cái trên cái chiếc Onkyo TX-SA 805 này, chúng ta dễ dàng điều chỉnh EQ cho từng cặp loa một, dễ dàng điều chỉnh bát jack cho từng cặp loa một, và nó đánh được liền lúc 3 cặp loa. Bát tầm 25. Ở phía sau cái cốp lật này thì chúng ta cũng có khá nhiều phím chức năng. Nhưng ở trên remote thì nó cũng có gần như là đầy đủ như vậy. Nên chúng ta thao tác ở trên remote chẳng dại gì mà phải bấm ở trên mặt máy khi chúng ta có remote. Bây giờ thì em xin thao tác mẫu qua loa một chút. Cái này thì để cho những bác chưa biết được nhìn vào thôi. Còn những bác mà đã biết rồi và đã dành về những cái dòng đa kênh của Onkyo thì không cần phải nói, các bác đều nắm được hết rồi. Trước tiên chúng ta ấn menu. Chúng ta vào mục 1 chẳng hạn. Mục này thì không quan trọng lắm. Nó là cài đặt các đường ngõ vào. Mục 2 là mục speaker setup, mục này rất quan trọng. Chúng ta ấn OK. Nó vào mục 2 trừ 1 là speaker setting. Lựa chọn trở kháng loa. Chiếc âm ly này cho phép đánh loa có trở kháng 4 ohm. Hiện tại là em đang cho đánh cặp loa Chio LS100. Cặp này có trở kháng là 8 ohm. Do vậy là em để trở kháng loa thấp nhất là 6 ohm. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển về đánh loa 4 ohm bằng hai cái phím này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, le nó sẽ nhảy và lúc đó là âm ly chuyển về đánh loa 4 ohm. Còn loa của chúng ta là 6 ohm đến 8 ohm thì chúng ta chuyển về đánh như thế này. Điều này thì chỉ có xuất hiện ở trên những cái chiếc âm ly đa kênh của Onkyo. Đó là thay đổi trở kháng loa. Và cái dòng Onkyo này nó có độ tương thích cực kỳ cao với những dòng loa cây, loa cột của JAMO Đan Mạch hoặc những cái cặp loa có xuất xứ Âu Mỹ. Trị tốt những cái dòng loa có trở kháng 4 ohm. Đây là cái mục 2 trừ 2 là cài đặt các thông số tắt mở các cầu loa. Mục này thì chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm. Mục 2 trừ 3 đó là thiết lập khoảng cách đo bằng mét giữa người ngồi và các loa. Em hiện tại là để cái loa chính phông là cách người ngồi 3 mét. Các bác hoàn toàn có thể thay đổi bằng hai cái phím này. Đó. Mục 2 trừ 4 đó là cái mục chỉnh to nhỏ cho từng kênh riêng biệt. Mục 2 trừ 5 là mục vô cùng quan trọng. Đây chính là mục chỉnh equalizer cho từng cặp kênh riêng biệt. Chúng ta ấn OK để truy cập vào mục này. Hiện equalizer em đã thiết lập chế độ chỉnh tay. Chúng ta ấn nút xuống thì là sẽ chỉnh equalizer cho loa chính phông. Ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh cho loa Kencher, loa súp rao bách. Ví dụ như muốn chỉnh EQ cho loa chính phông, ta ấn nút xuống tiếp. Đây là dải 63 Hz. Muốn tăng giảm thì ấn hai nút này. Đây là dải siêu trầm. 160 Hz vẫn là dải trầm. 400 Hz là dải trầm trung. 1000 Hz là dải trung thấp.
2.500 héc là dải trung cao, 6.300 héc là sang dải cao và 16.000 héc là dải cao. Muốn tăng giảm chúng ta ấn hai nút này. Đây là mạch EQ 7 dải âm cho từng cặp loa riêng biệt, tạo nên giá trị của cái chiếc âm ly này. Mục 3 là mục Audio Adjust. Chúng ta truy cập vào mục này để chỉnh bass check cho từng cặp kênh riêng biệt. Ấn OK. Đây là chỉnh bass cho loa chính phông. Tăng giảm ở đây. Ấn xuống tiếp là chỉnh check cho loa chính phông. Ấn xuống tiếp là chỉnh bass cho loa Kenter. Xuống tiếp là chỉnh check cho loa Kenter. Xuống tiếp nữa là chỉnh bass cho loa Surround. Tăng giảm bằng hai nút này. Đây là chỉnh check cho loa Surround. Đó. Đây là chỉnh bass cho loa Surround Back. Chỉnh check cho loa Surround Back. Và thậm chí là còn có thể tăng giảm cả âm bass ở đường xuất ra loa xúc điện woofer nữa. Có thể nói đây là một cái chiếc âm ly có một cái mạch âm sắc vô cùng đa dạng. Và gần như ngay lập tức lấy lòng được tất cả những giới chơi audio, kể cả những người chơi khó tính vào bậc nhất, cũng đều rất mong muốn có được một chiếc âm ly với một cái bộ mạch âm sắc như thế này và với một cái tầng công suất rất mạnh mẽ kiểu như thế này. Bây giờ thì xin mời các bác chúng ta đi soi ruột gan. Em đã khá nhiều lần giơ cái điện thoại lên để soi ruột gan những con 805 và 806. Như chiếc này, em đánh giá bộ ruột này là còn rất đẹp theo tiêu chuẩn hàng bãi. Các bác có thể thấy cái tăng phô còn cực kỳ óng và nó nặng trên 10 kg. Một mình nó cũng đã nặng hơn cả cái âm ly huyền thoại Pioneer 7800 hai la mã. Ở góc này là bo HDMI. Đây là cặp tụ lọc nguồn. Cái chiếc ông ly này có hai quạt tản nhiệt nằm hai bên. Và trong ngày hôm nay em đã ra tay độ cho cái quạt, hai cái quạt này chạy ngay từ đầu. Công việc độ rất đơn giản, em lắp thêm vào đây một cái adapter 9V. Hai cái quạt này sử dụng nguồn 12V. Và em đang nuôi hai cái quạt bằng cái adapter 9V. Như vậy bác nào mua chiếc này hết sức yên tâm. Cứ đấu ba cặp loa lớn vào đây mà ra. Yên tâm là sò không nóng được đâu. Bây giờ thì chúng ta đi vòng ra phía sau để soi tiếp. Đây là cận cảnh nhìn từ trên cao. Các bác có thể thấy là máy rất sạch sẽ, đẹp. Bây giờ chúng ta soi đến cái tầng công suất. Chiếc này sử dụng 28 con sò than Toshiba loại 1 vít cho 7 kênh âm thanh. Ở bên trên các bác nhìn thấy 14 con. Nằm ngay bên dưới là 14 con nữa, tổng cộng 28 con. Như vậy cứ mỗi một vế loa là sẽ do 4 con sò đảm nhiệm. Mà cái dòng sò này trước đây thì em đã có cái phân tích vô cùng kỹ lưỡng. Một cặp sò này bình thường sẽ cho ra công suất tầm 90W ở trở kháng 8 ohm. Như vậy hai cặp sò thì sẽ cho ra công suất 180W cho mỗi vế loa ở trở kháng 8 ohm. 180W là rất khỏe, không hề yếu chút nào. Ở đây chúng ta nhìn thấy những cái cụm tiền khuếch đại, nó được cắm đứng có tổng cộng 7 cụm cho 7 kênh âm thanh. Ở đây là cặp tụ lọc nguồn 15.000 microfarad một quả.
Có thể nói là về chất lượng nguyên vỉ của chiếc này còn rất đẹp, không có điểm gì để chê. Chúng ta bắt đầu soi phía sau, đọc thông số đã. Onkyo AV Kencher TXSA 805, công suất tiêu thụ nguồn 660W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Vâng, cái model 805 là sản xuất tại Nhật, còn cái model 8806X thì lại sản xuất ở Malaysia. Có rất nhiều người săn lùng cái model 805 này cũng chỉ vì nó được sản xuất tại Nhật Bản. Số seri có cái đuôi là 11635P. Các đường bông sen rất nhiều, thoải mái cắm, cắm mỏi tay không hết được đâu. Chiếc này có tổng cộng 2 đường HDMI in. À, 3 đường in, một đường out. Nó đạt đến chuẩn Full HD 1080p. Ở phía sau thì nó có hai đường quang vào, một đường quang ra, giải mã 24 bit ở 192 kHz. Hai đường quang vào song hành cùng với ba đường đồng trục coaxial in. Tín hiệu quang optical sau khi được giải mã sẽ được xuất ra ngoài theo giao thức rayout đầy đủ các kênh. Các bác có thể nhìn thấy cái cụm rắc mà đã được kẻ ô vuông, khác biệt hoàn toàn với những rắc còn lại. Đây chính là đường xuất rayout bông sen. Ví dụ như các bác muốn sử dụng chiếc ôm ly này thay thế một chiếc đầu giải mã thì công việc nó đơn giản lắm. Các bác đưa đường quang vào một trong hai ngõ này, có thể đưa vào ngõ bên trên hoặc đưa vào ngõ bên dưới, và đường tiếng lấy ra các bác lấy ở hai cái lỗ phông trắng đỏ này đó, thì ngay lập tức chiếc ôm ly này biến thành một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp và cao cấp, cho phép chúng ta nâng hạ volume đầu ra, cho phép chúng ta chỉnh bass, chỉnh check đầu ra, cho phép chúng ta chỉnh EQ 7 dài âm đầu ra. Điều mà tất cả những cái đầu được gọi là giải mã hiện bán trên thị trường có nằm mơ cũng không bao giờ có được cái tính năng như vậy. Về chất lượng tiếng xuất ra ở đường bông sen của chiếc này thì nó ngang ngửa thậm chí hơn những cái đầu được gọi là giải mã đang bán trên thị trường trong tầm giá từ 15 triệu trở lên. Điều này em dám khẳng định 100%. Là một chiếc 7.1 thì nó đánh được 7 loa cùng một lúc, bao gồm hai loa chính phông, hai loa surround thường, hai loa surround bass và một loa Kencher. Các cặp đấu loa được bố trí theo kiểu dàn hàng ngang đối xứng. Bên này là loa phông bên trái, đây là loa phông bên phải, đây là xúc rau bách bên phải, đây là xúc rau bách bên trái. Đây là xúc rau bên trái, đây là xúc rau bên phải, và nằm ở vị trí trung tâm chính là loa Kencher. Tất cả các cọc đấu loa này em đã đều test kỹ và đều kêu tốt. Tất cả đều có công suất bằng nhau, đều có công suất Norman là 180W cho mỗi vế loa này ở trở kháng 8 ohm. Như vậy là chúng ta đã soi xong đằng trước, đằng sau và ruột gan của chiếc 805. Nói thật với các bác là để kiếm được một chiếc 805 nó không hề đơn giản đâu ạ. Đến như em đây là một kẻ đi buôn, quanh năm buôn âm ly đa kênh, nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhập nổi cái model này. Rõ ràng là giá thì nó không cao đâu, nhưng mà nó hiếm đấy ạ. Có rất nhiều người gọi điện cho em đặt hàng cái model này và em đều từ chối. Bởi vì em không lấy được thì em không bao giờ dám
nhận đặt hàng của các bác. Đây là nắp lưng có chảy xước, nhưng mà như cái vỏ nắp này em đánh giá hoàn toàn có thể gọi là đẹp theo tiêu chuẩn hàng bãi. Ngày hôm nay em đã test kỹ đường xuất rail bông sen của chiếc này, vì thời lượng video nó không cho phép. Mấy cả cái model này em cũng đã từng trình diễn cái tính năng đấy rồi. Do vậy ở trên video này em sẽ không trình diễn lại nữa. Bây giờ thì xin mời các bác chúng ta nghe một đoạn mà em sẽ test bằng đường quang. Em hiện đang cắm vào ngõ số 1. Ngõ số 1 thì nó sẽ tương ứng. Ở ngõ số 1 phía sau đường quang thì nó chính là đường CD. Và trên remote nó cũng là số 1 luôn. Em vẫn sử dụng bài hát cũ cho nó khách quan. Công nhận là nghe âm ly công suất lớn nó sướng các bác ạ. Nó đánh phát nào ra phát đấy, trống nó rất dứt khoát, căng, dứt khoát. Không bao giờ có cái chuyện rẻ rà kéo đuôi. Mà cái cặp loa này, cặp Chio LS100 này mà nhích thêm tí volume nữa là sẽ ra đi, không chịu nổi. Vâng, đối với model Onkyo TXSA805 chắc chắn là em sẽ không cần phải kết luận nữa. Những bác mà đang có nhu cầu thật sự thì nên chốt nhanh. Và em ưu tiên cho bác nào đủ khả năng chuyển khoản ngay trong đêm. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em ghi ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.